80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành trọn cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp của đảng, là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản. Tổng Bí thư là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Khi là Chủ tịch Quốc hội và trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần về thăm, làm việc với Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Gần gũi, thân tình, những lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư là kim chỉ nam để Hậu Giang hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh mới ngày càng phát triển. Ngày 4, ngày 5 tháng 12 năm 2009, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào thăm và làm việc nhằm nghiên cứu tình hình thực tiễn, phục vụ việc chuẩn bị các dự thảo báo cáo, văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Khi ấy Hậu Giang mới thành lập hơn 5 năm. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Quang, khi ấy là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hậu Giang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt hơn 11,6%. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 12%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được sau 5 năm thành lập. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Hậu Giang luôn biến tiềm lực thành nguồn lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn phát triển. Các đồng chí đã chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng một cách khá bài bản căn cơ, với những bước đi lộ trình khá mạch lạc. Đó là giao thông, đó là điện, là nước, là phương tiện thông tin. Cái thứ hai, cái nét nổi bật tôi cảm thấy là các đồng chí rất có ý thức trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, với ý thức lo cho dân là lo cho phát triển bền vững, lo cho dân là cốt lõi trong các chính sách. Và đây cũng là một yếu tố quan trọng để nói lên cái kinh tế thị trường phải có định hướng xã hội chủ nghĩa ở chỗ này. Đặc biệt là chúng ta lại là một cái vùng kháng chiến cũ, người có công rất nhiều, hy sinh rất lớn, giờ đồng bào nghèo còn nhiều. Cái cảm nhận thứ ba mà nổi bật của chúng ta đây là các đồng chí có một số biện pháp thu hút đầu tư bước đầu có hiệu quả. Cái cảm nhận thứ tư là các đồng chí đã quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, có cái sự vận dụng sáng tạo trong cái việc thực hiện các chủ trương, các cái nghị quyết của đảng trong cái lĩnh vực này. Những lời khen ngợi của Chủ tịch Quốc hội là niềm động viên cổ vũ cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong những ngày đầu gian khó. Từ những ngày đầu thành lập, Hậu Giang đẩy mạnh sản xuất, quy hoạch các vùng chuyên canh, phá thế độc canh cây lúa, đưa nông dân từng bước thoát nghèo bền vững. Hình ảnh người lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước thật bình dị, gần gũi. Những cử chỉ hành động giản đơn nhưng để lại ấn tượng sâu sắc và động mãi trong lòng cán bộ, người dân Hậu Giang. Thời điểm đó tôi nhớ rất rõ là buổi chiều ngày 4 tháng 12, thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có cho hay là bác đến thăm và làm việc với Đảng bộ nhân dân huyện Vị Thủy. Thì bác cũng có yêu cầu là cho đi thăm một cái mô hình làm ăn có hiệu quả của huyện Vị Thủy về kinh tế tập thể. Thì bác thăm cái mô hình này là bác yêu cầu anh em cho bác xem tận tay luôn. Thì bác bưng một cái rổ cá, bác cũng rất nâng niu và trân trọng. Bác nói với anh em ở huyện ủy cũng như là các cái hộ đó, cố gắng làm sao mà có cái kế hoạch, có cái vùng nuôi để ổn định, tránh cái ồ ạt và cố gắng làm sao có cái đầu ra, đừng có ồ ạt rồi đó là nó là không có lợi cho người dân rồi chạy theo thời vụ. Một cái con người mà đầy trách nhiệm, gần gũi, giản dị,
rồi những cái chỉ dẫn nó hết sức là mộc mạc nhưng mà lại là hiệu quả, dễ làm và làm có hiệu quả. Tôi cảm nhận cái tình cảm của bác Trọng đối với cán bộ, đảng viên, đối với nhân dân. Bác phát biểu trong chỉ đạo cũng như phát biểu thăm hỏi đồng bào nhân dân thì rất chân tình. Và cái tình cảm ấy là kể không những là cán bộ mà nhân dân người ta cũng hoan nghênh, rất hoan nghênh cái tình cảm này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dành thời gian thăm khu di tích căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Đây là nơi lưu giữ tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng rất hào hùng của quân và dân Cần Thơ, Hậu Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tri ân những gia đình chính sách, người có công, Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Cẩn ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Gần 5 năm sau, Hậu Giang đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thăm làm việc về thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Hậu Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tinh thần chủ động cùng những quyết sách đúng đắn tạo bứt phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Tổng Bí thư cho rằng hướng phát triển của Hậu Giang vẫn phải tập trung cho nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực cho phát triển và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đảng ở cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian thăm xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, nay là thành phố Ngã Bảy. Tổng Bí thư trò chuyện với cán bộ lãnh đạo, nhân dân của xã và thị xã về đời sống sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Thì cảm giác chung của chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi. Là vì cùng với sự phát triển chung của cả nước, gần gũi trực tiếp nhất là của tỉnh Hậu Giang, thì thị xã của chúng ta nói chung và xã Tân Thành nói riêng cũng có bước phát triển đáng mừng trong thời gian vừa qua. Và cái thể hiện ở chỗ là các đồng chí đã thay đổi cái cơ cấu kinh tế, thay đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi và tạo ra cái hiệu quả kinh tế mới. Cái này là cái rất là rõ. Và bây giờ bình quân thu nhập của xã chúng ta năm 2014 này là lên 31 triệu đồng một người một năm. Năm ngoái mới là 25 triệu thôi. Thì cái này hiệu quả rất là rõ. Còn đứng trên phạm vi của thị xã thì bây giờ cái thu nhập bình quân đầu người của thị xã chúng ta đã đạt 38 triệu đồng một người một năm, tăng bình quân là 27% một năm. Thì rõ ràng là do thay đổi cái cơ cấu kinh tế, cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, nó đã mang lại cái hiệu quả cho chúng ta. Kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng lên là sự đáp lại kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Hậu Giang. Như một truyền thống quý báu của dân tộc, Tổng Bí thư dành thời gian tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Sang và thân nhân liệt sĩ ở thị xã Ngã Bảy. Tổng Bí thư mong muốn các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng trong giáo dục thế hệ trẻ, động viên con cháu góp sức xây dựng quê hương Ngã Bảy nói riêng và Hậu Giang nói chung ngày thêm giàu đẹp. Mỗi chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư đều để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đây là nền tảng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vận dụng, hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Tình cảm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Hậu Giang hôm nay vẫn đong đầy. Những gợi mở trên các lĩnh vực của Tổng Bí thư được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ biến thành hành động, quyết tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.